Văn hóa Sa Huỳnh, một trong ba nền văn minh cổ của Việt Nam. Hơn 100 năm trước, các nhà nghiên cứu văn hóa, các nhà khảo cổ đã bắt đầu có những cuộc thăm dò khai quật, nghiên cứu để từng bước giải mã về những điều bí ẩn xoay quanh văn hóa Sa Huỳnh. Trong hành trình khám phá văn hóa Sa Huỳnh ấy, có một chuyên gia khảo cổ đã dành gần như trọn cuộc đời của mình để lần theo những dấu tích xưa của nền văn hóa Sa Huỳnh. Đêm ngày góp nhặt từng mảnh vụn ẩn sâu dưới lòng đất để dày công nghiên cứu và công bố nhiều dữ liệu quý giá về văn hóa của Sa Huỳnh. Ông được coi là người mở khóa để văn hóa Sa Huỳnh nâng tầm giá trị lịch sử. Trong chương trình Khám phá Việt Nam của chúng tôi ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo chân tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi, Phó Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp của tỉnh Quảng Ngãi, để cùng tận mắt chứng kiến những hiện vật cổ xưa, qua đó có cái nhìn rõ nét hơn về đời sống của các tộc người thời tiền sử ở miền Trung Việt Nam. Cái nghề khảo cổ nó là giống y như những cái bức tranh độc hành. Mình tự làm, tự nghiên cứu, tự viết rồi sao công bố. Đó là một cái âm thầm. Nhưng những cái đó thì chúng tôi đi cũng lặng lẽ. Mà cũng có niềm đam mê. Đam mê cho nên là chính ra mình cứ đi vẫn cứ đi tìm. Và đến khi mà giai đoạn này thì chúng tôi có những cái nhận thức mới về cái cách sống của người Sa Huỳnh. Cho nên là cái nghề khảo cổ của chúng tôi là phải đi như thế. Mình phải hòa nhập, mình y như người Sa Huỳnh hồi đó, thì mình mới tới dựng được cái không gian của họ, tới dựng được cái cảnh sống của họ. Giống như những nghề địa chất ấy, cứ đi như thế, mà đi tìm kiếm, mà tìm kiếm những cái gì đó để phụng sự cho đời, phụng sự cho khoa học. Một hành trình dài đi tìm và giải mã những điều tinh hoa ẩn sâu dưới triền cát. Văn hóa Sa Huỳnh như một nghiệp duyên gắn chặt với cuộc đời tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi trong suốt dặm dài những năm tháng ông đắm mình vào những cuộc tìm kiếm, nghiên cứu khảo cổ về nền văn minh xưa cũ trên dải đất miền Trung. Đây là cái địa điểm Thành Đức. Thành Đức là cái lấy tên cái làng Thành Đức. Nhưng mà đây chính là cái địa điểm đầu tiên phát hiện cái văn hóa Sa Huỳnh. Và cái tên gọi Sa Huỳnh cũng chính bắt nguồn từ cái điểm này. Người ta lao động sản xuất á, người ta tìm thấy ở trong cái dãy cục cát này có một cái kho chum. Thế là người ta mới tìm ở trong đó những cái đồ mã não. Thì lúc đó là ông Vinê là ông bị quan thuế đó, mới nghe tin và người ta đến. Vinê đến là ông mới là sưu tập được. Thì sau đó là ông mới là công bố trên tạp chí Bifan. Thế thì cái công bố đó người ta lấy cái điểm đầu tiên để phát hiện cái văn hóa Sa Huỳnh, tức là năm 1909. Cuối năm 88 thì lúc đó là tôi đã tiếp cận những cái nguồn tài liệu của người Pháp ấy và nghiên cứu về văn hóa Sa Huỳnh. Trong đó như có các tài liệu của Vinê, của Laba, của Henri Parmentier, của Colani, của dốc Sonheim 2, rồi của Malaré, kể cả của những cái nhà nghiên cứu khác rồi của Việt Nam, thì tôi thấy có một cái sức hút kỳ lạ. Và cuối cái năm 88 đó là tôi có về quê và trở lại cái vùng ngày xưa mà người Pháp phát hiện, tức là cái vùng Sa Huỳnh. Khi mà tách tỉnh Nghĩa Bình tháng 6 năm 1989 là chính thức tách tỉnh ấy, thì tôi về công tác tại Bảo tàng Quảng Ngãi. Và hình như đó là một cái duyên may để mình có một cái điểm để mình tiếp tục mình nghiên cứu. Thì cũng trong năm 89 tôi cũng quay lại cái vùng Sa Huỳnh, bao gồm cái vùng Phố Thạnh và Phố Châu, Phố Khánh. Cần phải làm cái gì đó cho cái vùng đất này để người ta được biết đến nhiều hơn.
thì chúng tôi tiếp tục bắt tay vào nghiên cứu và bắt tay vào khảo sát, bắt tay vào thăm dò. Sau thời gian dài nghiên cứu, khảo sát về các dấu tích của văn hóa Sa Huỳnh, những công bố giá trị của tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi vào những năm 1988-1989 và các năm sau đó đã gây sự chú ý đối với ngành văn hóa và giới khảo cổ trong và ngoài nước khi chính ông đã có những phát hiện mới mẻ về văn hóa Sa Huỳnh. Theo nhiều tài liệu nghiên cứu, văn hóa Sa Huỳnh là một trong ba di sản văn hóa nổi tiếng thế giới của Việt Nam, cùng với văn hóa Đông Sơn và Ốc Eo. Địa bàn phân bố chủ yếu của văn hóa Sa Huỳnh là ở khu vực thuộc các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam và Bình Định. Tại Quảng Ngãi, nền văn hóa Sa Huỳnh được các nhà khảo cổ người Pháp M. Vinet phát hiện lần đầu vào năm 1909, khi ông tìm thấy bên đầm An Khê, thị xã Đức Phổ một số lượng lớn quan tài bằng chum, khoảng 200 chiếc mộ chum. Trong không gian trưng bày của nhà trưng bày Sa Huỳnh này có rất nhiều hiện vật của người Sa Huỳnh thời sơ kỳ đá, sơ kỳ sắt do chính tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi phát hiện. Trong đó có những hiện vật mà ông cho rằng thuộc diện vô cùng quý hiếm. Tâm điểm là những bộ trang sức của cư dân Sa Huỳnh cách đây hơn 2.000 năm được ông và các cục sự tìm thấy qua đợt khảo cổ. Tập trung ở bên cái hai cái tủ này là cái đồ trang sức của cư dân Sa Huỳnh từ giai đoạn sớm nhất đến giai đoạn muộn nhất, và cũng là cái những cái mà chúng tôi đó đã tham gia vào để khai quật và phát hiện. Đây là 7 cái hộp đá trang sức hộp chuỗi đấy mà phát hiện ở chợ tại Trấn Quỳnh, Bình Châu, mà tôi cùng với là giáo sư Chữ Văn Tằng và phó giáo sư Trịnh Sinh thăm dò phát hiện một đất và trong đó có 7 trang sức đá quý. Và đây là chúng ta thấy rằng là đây là vòng chuỗi đeo cổ đó. Chuỗi đeo cổ đó là bằng vỏ ốc hoa. Vỏ ốc hoa thì rất là độc đáo của cư dân Sa Huỳnh trên đảo Lý Sơn. Và ở đây chúng ta thấy là những cái lõi vỏ ốc là đi đất na, người ta đã tách lõi ra rồi. Còn cái lõi đây. Và trong cái nhà trưng bày này cái ấn tượng ấy để người du khách mà đến tham quan ấy thì cái bộ sưu tập của cái cư dân Sa Huỳnh từ sớm đến muộn đều có cả. Ngược dòng lịch sử có thể thấy những nhà khảo cổ người Pháp đã khai quật tìm ra những mảnh vỡ và nhiều đồ trang sức đánh dấu cho bước ngoặt đầu tiên về nghiên cứu văn hóa Sa Huỳnh. Nhưng vào thời kỳ ấy, việc tìm hiểu khai quật để lần mở về văn hóa Sa Huỳnh còn rất sơ khai, không thể giải mã hầu hết những điều chưa phát lộ của thời kỳ văn hóa Sa Huỳnh. Về sau, các nhà khảo cổ Việt Nam, trong đó có tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi, đã định danh vị trí quan trọng của mình trên bản đồ nghiên cứu văn hóa Sa Huỳnh. Tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi là người có công lớn khi tìm thấy dấu tích của văn hóa Sa Huỳnh trên đảo Lý Sơn. Năm 1996, trong những lần ra đảo Lý Sơn công tác, ông tình cờ phát hiện ra An Vĩnh, Lý Sơn có những mảnh gốm của người Sa Huỳnh. Bằng con mắt tinh nghề và nghiệp duyên với văn hóa Sa Huỳnh, ông đã cùng với các cộng sự có cuộc thăm dò. Năm 1997, từ những phát hiện của tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi, một cuộc khai quật quy mô lớn do chính tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi đóng vai trò chủ đạo đã được tái hiện tại đảo Lý Sơn. Và cuộc khai quật khảo cổ lần này đã mang lại thành công khi tìm thấy xóm ốc Lý Sơn, bộ di cốt, song táng cùng nhiều hiện vật của người Sa Huỳnh. Ông Khôi cho rằng bộ di cốt song tán này vô cùng đặc biệt và còn khá nguyên vẹn, được tìm thấy duy nhất trên đảo Lý Sơn. Phát hiện này của tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi cho thấy người Sa Huỳnh xưa không chỉ cư trú dọc ven biển mà còn mở rộng phạm vi cư trú ra tận các đảo dọc biển của miền Trung của Việt Nam. Cái quý giá là cái bộ này cho phép nhận thức về mặt cái nhân chủng đó, rồi mới phép nhận thức về mặt tục toán của người Sa Huỳnh, rồi cho phép nhận thức về cái loại hình này của cái nhân chủng
có cái nhóm nhân chủng của chủ nhân của cái văn hóa xã Quỳnh trên đảo Lý Sơn vân vân, thì ở đây là đem lại nhiều cái thông số rất là thú vị. Như vậy, văn hóa sao hình với giai đoạn đỉnh cao là sao hình cổ điển vào sơ kỳ đồ sắt cần được hiểu là kết quả hội tụ của sự phát triển của từng khu vực trong các giai đoạn thuộc thời Đồng Thau trước đó khoảng 1.500 đến 500 trước công nguyên. Cho đến nay biết được là Quảng Nam có bầu chám, có bầu đỏ, Phú Yên có gò ốc, Khánh Hòa có xóm cồn. Cuộc khai quật khảo cổ ở thung lũng Sông Tang tại lòng hồ Nước Trong, huyện miền núi Trà Bông của tỉnh Quảng Ngãi do tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi trực tiếp thực hiện năm 2009, kéo dài trong suốt 3 năm, đã phát lộ gần 100 mộ chum, một tục táng đặc trưng của người Sao Huỳnh xưa cùng với mộ vò, mộ đất. Cuộc khai quật cũng tìm thấy các dấu vết cư trú cùng nhiều dụng cụ sản xuất bằng đá, bằng đồng, bằng sắt thuộc về nền văn hóa Sao Huỳnh và tiền Sao Huỳnh. Khai quật trên lòng hồ chứa nước Nước Trong ấy, thì khi mà xuất hiện những cái chum ấy thì bản thân tôi là xuống ôm cái chum để xem thử là hồi xưa người Sao Huỳnh nó cao hơn mình hay không. Thì đó là những kỷ niệm mà hầu như cái nghề khảo cổ là nó ai cũng vậy thôi. Bởi vì khi mình đi tìm mà tìm thấy có thì nó đem lại một cuốn sức dân trời. Không chỉ dừng lại ở những cuộc thăm dò khai quật mà văn hóa Sao Huỳnh còn được ông chọn để thực hiện luận án tiến sĩ và bảo vệ xuất sắc luận án tiến sĩ sử học năm 2004 với đề tài Di tích xóm ốc và vấn đề văn hóa Sao Huỳnh ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Ông cũng chính là người hoàn thiện hồ sơ cho văn hóa Sao Huỳnh để được công nhận là di tích văn hóa cấp quốc gia và đề xuất xây dựng bảo tàng văn hóa Sao Huỳnh ngay trên vùng đất Sao Huỳnh. Và cũng chính ông hiện nay là người được tỉnh Quảng Ngãi giao nhiệm vụ chính trong việc thực hiện hồ sơ đề nghị công nhận văn hóa Sao Huỳnh là di tích quốc gia đặc biệt. Đóng góp quan trọng nhất của anh chính là nghiên cứu các cái di tích khảo cổ của vùng lòng hồ Nước Trong hiện nay, tức ở vùng miền núi của Quảng Ngãi. Với những cái phát hiện nghiên cứu của anh đã làm rõ được các vấn đề cơ bản của văn hóa Sao Huỳnh Quảng Ngãi và đặt nó trong một cái vị trí văn hóa Sao Huỳnh của Việt Nam. Những cái đóng góp của tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi là rất là to lớn đối với khảo cổ học của Quảng Ngãi nói riêng và khảo cổ học tiền sử Việt Nam nói chung. Có thể nói tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi đã sống cùng văn hóa Sao Huỳnh để khai thông dòng chảy của một nền văn hóa xưa cổ đã ẩn mình ngàn năm dưới lòng đất. Chưa bao giờ ông nhận mình là người khai phá văn hóa Sao Huỳnh, nhưng với những gì ông đã làm, đã phát hiện thì công khai phá ấy của ông về văn hóa Sao Huỳnh là điều mặc nhiên, được các nhà khảo cổ trong nước và quốc tế thừa nhận. Đồng thời những giá trị của di vật này tiếp tục thu hút các nhà khảo cổ học, nhà nghiên cứu đầu ngành trong và ngoài nước đến khảo cổ, đến khảo sát và phát lộ ra nhiều hiện vật của người Sao Huỳnh thời kỳ đá, sơ kỳ sắt, đặc biệt là những bộ trang sức, đồ tùy táng, mộ chum của cư dân Sao Huỳnh có niên đại từ 2.000 đến 3.000 năm trước. Để làm sao cho cái văn hóa Sao Huỳnh không phải là của Quảng Ngãi, không phải là của riêng gì cả, mà đây là của quốc gia Việt Nam, để nó có một cái vị trí xứng đáng, một cái sự vươn mở xứng đáng đúng theo giá trị của văn hóa Sao Huỳnh, thì có những giá trị như thế thì cái nền văn hóa này thì cần phải có một cái sự tôn vinh, một cái sự tôn vinh, và chính từ tôn vinh là đem lại cho nó một cái giá trị vinh danh, cứ thấy là quốc gia đặc biệt, và trong tương lai lâu dài chúng ta có thể là năng thành di sản thế giới, thì đó lại xứng tầm một cái di sản này. Tôi nghĩ vậy là mình cũng thấy đó là vui, mình đóng một cái, góp một cái phần nhỏ cho cái việc này. Với những sự đóng góp lớn lao của tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi cùng nhiều nhà khoa học khảo cổ tại Việt Nam, văn hóa Sao Huỳnh dần được sáng tỏ. Đầu năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định xếp hạng di tích khảo cổ văn hóa Sao Huỳnh là di tích quốc gia đặc biệt. Việc công nhận văn hóa Sao Huỳnh tại xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi là di tích quốc gia đặc biệt lần này sẽ góp phần bảo tồn và phát huy hết các giá trị của văn hóa quý báu của văn hóa Sao Huỳnh, tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch và là cơ hội để văn hóa Sao Huỳnh tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành di sản văn hóa thế giới.
113 năm kể từ khi phát hiện nền văn hóa Sa Huỳnh, những bí ẩn của người Sa Huỳnh xưa hầu như đã được giải mã thông qua hàng chục ngàn hiện vật được tìm thấy liên quan đến Sa Huỳnh từ các đợt thăm dò khai quật ở dọc vùng biển và miền núi các tỉnh miền Trung của Việt Nam. Nhắc tới vùng đất cổ Sa Huỳnh, chúng ta không thể không nhắc tới làng Muối Cổ. Làng Muối hiện diện tại vùng đất này và tạo nên sự đa dạng về văn hóa, cũng như góp phần vào việc làm rõ giá trị của vùng đất này. Không ai có thể đoán định đúng được thời gian về nghề muối Sa Huỳnh bắt đầu từ thời điểm nào, cũng không ai biết rõ từ đâu trên vùng đất Sa Huỳnh này lại có thêm nghề muối. Nhưng tương truyền ông tổ nghề muối Sa Huỳnh, vốn người đất Bắc di cư vào Nam, rồi chọn vùng biển Sa Huỳnh định cư. Nơi đây có đầm nước mặn, thông với đại dương qua cửa biển Sa Huỳnh. Cạnh đầm nước là khu đất sình lầy. Khi định cư ở vùng đất Sa Huỳnh, ông tổ nghề muối Sa Huỳnh dạo quanh bờ đầm rồi tình cờ phát hiện những vũng nước đọng có lớp màu trắng. Ông đưa tay sờ nhẹ, lớp màng vỡ thành những hạt nhỏ mang vị mặn đậm đà, rồi gọi đó là muối. Những hạt muối đầu tiên ấy giúp ông nảy ra ý tưởng sử dụng nguồn nước mặn trong đầm để làm ra hạt muối. Từ lần phát hiện này, ông cần mẫn phát dọn, be bờ, tạo thành những ô ruộng vuông vức để làm ra hạt muối. Sau nhiều ngày chờ đợi, mọi người hồ hởi đón nhận những hạt muối đầu tiên từ tay ông trao tặng. Họ vui mừng khôn xiết, rồi gắng sức cùng ông mở mang ruộng đồng, dâng cho đời hạt muối trắng đậm đà, hương vị của biển khơi. Tích ghi lại là thế, rồi từ đó ra đời nghề muối Sa Huỳnh ở phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ của tỉnh Quảng Ngãi và trường tồn đến tận ngày nay. Lần giờ sử sách còn lưu, dù không nêu bật nghề muối Sa Huỳnh nhưng trong Đồng Khánh Địa Dư Chí có nhắc tới ấp Tân Diêm, Tổng Chiêm Đức, huyện Mộ Đức xa xưa, tức vùng Sa Huỳnh ngày nay, là vựa muối lớn của Quảng Ngãi. Trong Quảng Ngãi tỉnh Chí được in trên Nam Phong tạp chí 1933 cũng định danh nghề muối ở Sa Huỳnh. Từ những năm 1929, được coi là thời kỳ hưng thịnh của muối Sa Huỳnh. Khi đó, năm xuất cảng hơn 7.000 tấn muối đi nhiều nơi. Trong niên giám thống kê về các loại thuế ở Đông Dương vào năm 1905, muối Tân Diêm Sa Huỳnh cũng là nơi đóng góp nhiều thuế nhất so với những nơi làm muối khác. Muối Sa Huỳnh nó không phải chỉ là xuất hiện từ thế kỷ 19 tại vùng đất Sa Huỳnh. Bởi vì đây là một vùng đất chứa đựng rất nhiều cái di chỉ của văn hóa Sa Huỳnh. Đã có từng có cư dân thuộc nền văn hóa Sa Huỳnh đã sinh sống ở tại này, tại đây, bên mảnh đất này cách đây 2.000 đến 3.000 năm. Thì người ta không thể không sử dụng muối được. Và tiếp nối những cư dân của văn hóa Sa Huỳnh
thì còn có cư dân Champa nữa. Mà chúng thấy đây đây cũng còn rất nhiều dấu tích của cư dân văn hóa Champa. Họ đã tự định cư ở đây, họ từng sinh sống ở đây từ lâu đời. Họ để nhiều dấu tích này thì chắc hẳn người ta cũng phải gắn liền với nghề làm muối và tại địa phương này. Và tiếp nối thì người Việt chúng ta đấy nữa, cùng chung sống, cùng cộng cư, thì chắc hẳn là nghề làm muối đã có từ rất sớm. Theo tôi cũng có thể có cái đây vài nghìn năm, chứ không phải chỉ có vài trăm năm trên cái mảnh đất này. Nghề muối ở Sa Huỳnh đã trường tồn theo dòng chảy của thời gian tại nơi được xem là cái nôi của văn hóa Sa Huỳnh. Khu đất sình lầy thuở xưa giờ là đồng muối trắng trải dài, ngày ngày hằn in từng vết chân của những phận đời diêm dân trong cuộc mưu sinh đầy lao lực và bền bỉ để kế nghiệp tổ nghề. Chị tôi đội nắng trên đầu, lưng cong gánh muối trắng phau giữa trời, mồ hôi từng giọt rơi rơi, bán mặt cho muối xót đời diêm dân. Ai đó từng viết về nghề muối như thế, để thấy nghề muối của diêm dân Sa Huỳnh bao giờ cũng mặn, mặn lòng và cũng rất đỗi mặn nghề. Để làm ra hạt muối, những người con mang phận diêm dân phải ăn nắng uống gió cho hạt muối trắng phau. Nắng càng nhiều, nắng càng khắc nghiệt thì diêm dân càng vui, bởi chỉ có thế mới làm ra được nhiều muối, mới tựa vào muối để có kế sinh nhai. Trời ơi, nắng quá, không biển đâu mà lại vô thành một muối gì đâu, chứa lên mấy cái khe ruộng kì á. Mấy ngày rồi chứ bộ, đạn vô thôi thiệt mẹ mới ra hột muối chứ. Mình làm này dầm nén giảm mưa cho như cực lắm, em thấy cực. Thí dụ như ông bà vợ nhỏ đây, có sầu rử rồi làm cái chì ăn, bây giờ cũng làm muối, bóm đất dưới lòn đó thôi. Ở đồng muối Sa Huỳnh này, ông Dợ đã gắn chặt gần như cả cuộc đời mình với nghề muối. 75 tuổi đời thì ông đã có thâm niên hơn 50 năm mang phận diêm dân. Hạt muối đã vận vào người ông từ khi còn rất trẻ. Dù chưa giúp được ông giàu lên, nhưng với ông, nghề muối đã theo ông như cái duyên, cái nghiệp. Qua thăng trầm, có lúc gần như không còn đủ sức, đủ kỳ vọng để duy trì nghề, nhưng ông vẫn trụ lại vì hạt muối Sa Huỳnh. Trước cái giải phóng đó, thì tôi cũng có tham gia làm muối rồi, nhưng sau từ ngày giải phóng tới giờ là chuyên nghiệp làm muối, chuyên môn làm muối thôi, chứ ngoài ra sống ở nghề gì không có nghề khác, sống ở nghề muối cái diêm dân này, sống ở nghề này. Cho nên nó là dù có muối nó có mát hay nó rẻ, nó được gió hay mắc gió, tôi cũng phải bám theo cái dùng muối này để tôi làm, để mà sinh sống cho gia đình thôi. Còn cái vấn đề là muối nó cũng có những cái thâm trầm. Ví dụ như có những năm thì nó được gió thì mình thở lỡ một chút, mình hơi khó gió một chút. Có những năm nó được mùa thì nó bị mất gió đi. Cho nên từ cái chỗ đó là đời sống nói chung là nó cũng vất vả, chứ nó cũng không có khó gió gì lắm. Nghề muối là nghề chạy theo nắng trời, bơi theo những nhọc nhằn. Hàng trăm năm qua, ở vùng đất này, muối Sa Huỳnh vẫn đều đặn được diêm dân nối nghiệp truyền nghề. Nhưng cái nghề chưa bao giờ giúp cho diêm dân có nguồn thu nhập bền vững. Cái nghề cứ mãi mãi trông trời, trông đất, trông mây. Làm ra được hạt muối, diêm dân Sa Huỳnh lại còn thấp thỏm trước điệp khúc được mùa mất giá, được giá thì mất mùa. Làm muối rồi nén này mới làm, còn nén thôi chứ sao làm. Thì trời mưa là ở trong nhà thôi chứ đâu có đi ra đồng đâu. Mưa nghỉ trời, nén là cứ ở hết ngoài đồng vậy đó. Mình chỉ mong cho gió nó ổn định thì bà con rất mừng. Còn hơi mà gió là cứ nó bị nam chứ chỉ có 20-30 ngàn một bao 50 kg. Còn bây giờ nó lên tới 80 ngàn một bao 50 kg. Nó lên tới mức độ đó nên dân làm rất là vui. Vậy trời nén nhà mà muối nó coi gió vậy dân làm vui lắm. Rồi đồng là phấn khởi. Còn không có gió là thôi, không làm luôn. Có hầu gió muối 20 ngàn, 25 ngàn cũng vẫn làm.
Chứ bây giờ ở đây sống nhiều muối đâu có bỏ được đâu. Bây giờ nghề của mình sống mà làm sao? Mình phải làm thôi chứ. Cực mà bây giờ mình phải làm thôi. Đợi ông đợi bò để lại là mình chuyên truyền nhá, là mình phải làm thôi chứ. Vụ muối Sa Huỳnh thường bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 9 hàng năm. Từ lúc hạt muối bén duyên trên đất Sa Huỳnh đến nay, diêm dân nơi đây đã phát triển được một cánh đồng muối rộng lớn với gần 120 hectare. Sản lượng muối hàng năm ước đạt khoảng 10.000 tấn. Trong hành trình mưu sinh từ hạt muối, diêm dân không ít lần lâm vào cảnh khó khăn, có những lúc phải nhận gạo hỗ trợ cứu đói, khi giá muối có thời điểm chỉ còn vài trăm đồng một kg. Có những diêm dân không trụ được với nghề phải rời ruộng muối tìm kế mưu sinh khác. Nhưng 2 năm trở lại đây, giá muối có phần ổn định và đã bắt đầu giúp cho người dân có thu nhập và nhiều người trở lại với đời diêm dân. Chung là năm nay thì làm muối thì thấy phấn khởi, tức là cái giá muối nó cao, bà con là rất là vui vẻ làm, nhưng mà bây giờ hiện nay nó cũng chưa, giá muối nó không ổn định. Khi mà có muối rồi thì giá cả nó bấp bênh lên xuống bất thường, cho nên chưa biết là cái giá cả là nó là bao nhiêu. Dạ, yeah, chính tôi là bản thân là ở đây thì vừa buôn bán và vừa làm muối sản xuất ra, là tất nhiên là hạt muối này giúp cho gia đình tôi rất nhiều, và coi như là mình sẽ hy vọng là coi như là từ đây biết sao là cái gì mãi mãi đi lên. Phải làm cho hạt muối Sa Huỳnh có chỗ đứng trên thị trường, đó luôn là khát khao cháy bỏng từ bao đời nay của diêm dân Sa Huỳnh. Bởi chỉ có thế thì hạt muối làm ra mới không lâm cảnh được mùa mất giá. Nhiều phương pháp làm muối hiện đại như làm muối trên nền xi măng, làm muối trên nền trải bạt được địa phương hỗ trợ cho diêm dân Sa Huỳnh, từng bước nâng cao chất lượng giá trị hạt muối thay vì làm muối trên nền đất như lâu nay. Những sản phẩm muối từ Sa Huỳnh như muối hầm, muối tre, hoa muối cũng lần lượt được chế biến thông qua một quy trình kỳ công do chính những người con Sa Huỳnh nghĩ ra. Những sản phẩm từ muối này đã và đang xây dựng được thương hiệu muối Sa Huỳnh trên thị trường, không chỉ trong nước mà còn ở thị trường nước ngoài. Trong cái thời gian qua, một số thời điểm là giá muối rất là đạt, có lúc thì khoảng tầm trên 2.000 một ký. Tại thời điểm này thì hạt muối là có giá là gần 2.000 một ký, một bao 50.000 là bán khoảng 90 đến 100.000. Như vậy thì cái thu nhập kinh tế của bà con từ làm muối là có hiệu quả cao hơn trong những cái giai đoạn trước đây. Từ đó bà con là tiếp tục quay lại cái nghề muối gắn kết với đồng ruộng. So với một vài năm trước đây thì bà con bỏ ruộng rất là nhiều, và hiện nay bà con đã quay lại. Cục Sở hữu Trí tuệ Bộ Khoa học Công nghệ đã cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu muối Sa Huỳnh cho tập thể diêm dân làm muối ở Sa Huỳnh. Đó như là một thành quả ban đầu để minh chứng, để ghi nhận cho những nỗ lực trong suốt trăm năm giữ nghề làm muối của người dân Sa Huỳnh. Không chỉ diêm dân và địa phương đang nỗ lực nâng cao giá trị muối của Sa Huỳnh, mà cánh đồng muối còn gắn với nét văn hóa đặc trưng của người Sa Huỳnh cũng đang dần trở thành một tài sản quý giá, giúp diêm dân Sa Huỳnh dựa vào hạt muối để làm du lịch. Đức Phổ cũng đã xây dựng các cái kế hoạch để phát triển đồng muối gắn với cái tính đa dạng trong quá trình phát triển của địa phương. Đó là nâng cao chất lượng muối qua các cái mô hình của các hợp tác xã để gắn với sản xuất và tiêu thụ. Thứ hai là gắn với cái mô hình phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng về các cái sản phẩm, các cái địa điểm của Đức Phổ, thì trong đó gắn với cái mô hình du lịch cánh đồng muối Sa Huỳnh, thì đã chỉ trong thời gian qua thì cũng đã chỉ đạo các cái cấp các ngành, đặc biệt là Ủy ban nhân dân phường Phổ Thạnh triển khai các cái mô hình, các cái điểm du lịch, thì trong đó có điểm du lịch của đồng muối Sa Huỳnh. Những hạt muối được kết tinh từ biển, những phần đời diêm dân phơi mình trong nắng mang theo giấc mơ từ hạt muối giữa ruộng đồng, qua bao biến thiên của thời cuộc, qua bao nỗi nhọc nhằn của nghề, những người con trên vùng đất Sa Huỳnh Quảng Ngãi vẫn gìn giữ được nghề làm muối truyền thống như một lẽ tự nhiên để nối nghiệp cha ông nơi miền biển mặn. Họ nối nghiệp, giữ nghề không chỉ để mưu sinh mà còn để lưu lại một nét văn hóa biển vốn có từ ngàn đời, để hạt muối Sa Huỳnh luôn đọng mãi với thời gian.